Khang Audio xin kính chào tất cả các đồng chí. Mời các đồng chí ly trà Thái Nguyên. Báo cáo với lại các đồng chí trước khi lắp cái con đài Panasonic này vào đấy, thì quay lại để cho các đồng chí xem. Đặc biệt hơn đấy, là có một bác chuẩn bị làm thượng đế nhỉ, chuẩn bị làm thượng đế đã có nhã ý là ưng bụng cái sản phẩm này, đài Panasonic. Panasonic có model là GX CS730M2. Đây là những cái nút bấm của nó. Sáng như gương. Sáng như gương. Báo cáo sáng như gương nha. Đấy. Đấy. Ở trên này cũng vậy. Tổng thể con đài này còn tương đối là mới nhá. Bữa hôm trước cái tem này này, cái tem ở cái loa này này, đây. Đấy, nó còn màu đỏ cơ. Thế nhưng mà vì mình tháo ra, mình dùng máy rửa xe của mình xịt rửa sạch sẽ vệ sinh đấy. Đây này, đấy, nhìn ở bên trong này, đấy, cái vạch ở bên trong nó còn sáng đẹp như thế này. Đây, xoay một lượt này. Đấy, ở đây như gương. Bên đây cũng vậy. Cái vạch ở bên trong này, vạch bên trong này. Đấy, nó sáng như thế. Đấy, đã đánh rửa bằng nước xà phòng, sạch sẽ, phơi nắng khô ngon lành rồi, thơm tho này. Bây giờ có như thể có như là để ở đầu giường để nghe, nghe băng cũng như nghe đài. Con này nó chạy hoàn hảo tất cả các chức năng. Nói âm thanh thì nói chung là nửa bản là nghe thấy, vặn to hết cỡ không rẻ. Loa còn nguyên zin, tất cả còn nguyên zin, chưa có sửa chữa chọc máy cái gì cả nhá. Đấy. Một con đài này theo mình là đáng chơi nhá. Đấy. Con này ví dụ như đầy những cái con mà con này thì đời nó tương đối mới một tí, đời những cái con mà nó sâu đời rồi nhá, thợ nó thể hiện những cái trình độ chế cháo nhá, độ chế, ví dụ như về cái dàn cơ này cũng vậy, bánh xe, bánh răng, bánh tì các kiểu mà nó không có. Bây giờ cái phụ kiện của cái cassette này tương đối hiếm nhá, tương đối hiếm, có hay nhưng mà tương đối hiếm, và những cái điều mà những cái nó không săn tìm được thì bắt buộc nó phải độ chế nhỉ. Mà khi nó độ chế thì các đồng chí biết rồi, cái hàng sản phẩm độ chế thì nếu như khi phát hiện ra thì chỉ có quăng đi nhỉ. Đây, cái chân của nó này, con này nó Panasonic, thế này nó khác hẳn với loại Sony. Loa thì có cái clip bữa hôm trước mình lắp vào thì mình quay rồi nhá. Và không quay nữa, bây giờ quay sang cái cục máy này. Báo cáo với các đồng chí, cái hệ dàn cơ của cassette, các đồng chí chơi đài thì các đồng chí biết rồi. Đài ấy, mà bánh xe này này, bánh xe mà dùng ở bánh răng như này nhé, các bánh răng như này, thì nó hơn hẳn so với những cái dòng Sony. Những cái dòng Sony băng nặng nó không chạy được. Băng nặng nó không chạy được, băng phải nhẹ. Đấy, vì sao? Vì những cái bánh này, ví dụ như cái bánh này nhá, thì nó lai qua, nó truyền tải qua một cái vòng đệm cao su. Bởi vậy nó không bao giờ khỏe được như những cái bộ cơ mà nó dùng cái bánh răng như thế này. Đấy nhá, ở những năm 98 nhá, 98 2000 mình vẫn nhớ của thế cái kỷ trước ấy. Đấy. 98 2000, nhưng cái thời điểm đài tàu, đài Trung Quốc nó ra ấy, thì băng nặng đến mấy, nặng nó cũng kéo được, nó kéo cho đứt băng. Thế nhưng đưa vào những cái anh đài Nhật không bao giờ chạy được, băng phải ngon nhé. Yeah. Thế con đài này, con đài Panasonic này, mình không biết nó là đài Nhật hay là đài Trung Quốc, cái đấy mình không biết. Thế nhưng cái bộ cơ này, bộ cơ mà chạy bằng bánh răng này, mình cực kỳ là mình ưng nhá, cực kỳ là ưng, vì nó chạy nó kéo rất chi là khỏe. Đấy. Đây. À,
Đấy. Đấy. Bánh nọ nó lai sang bánh kia bằng răng hết, bánh răng. Chứ nó không lai theo cái kiểu bằng cái vòng đệm cao su như kiểu của cái anh đài Sony của Nhật. Nhỉ, có những cái con đài Sony của Nhật nó lai bằng cái vòng đệm mới tức. Nó yếu nhỉ. Đấy. Đấy. Cái tua chiều này ấy, là tự nó nảy lên khi cái đây nó không chạy nhá, tức là đây này, khi cái chiều này nó chạy ấy, chiều này nó chạy thì cái chiều này nó chạy theo ấy, thì là nó không nảy. Đấy, tức là nó có băng, còn khi không có băng tức là cái chiều này nó không chạy thì tự nó nảy lên, auto stop vẫn còn hoạt động tốt. Đây này, cái cơ cấu auto stop các đồng chí chơi biết rồi, đây đâu rồi. Con này nó lại không dùng cái lẫy ở đây, ở những cái bộ cơ khác thì nó có cái lẫy ở đây để nó tì vào cái dây băng, nhưng con này cứ sờ vào đây nặng cái nha, sờ vào đây nặng nặng cái là nó nảy ngay đây. Đấy, không cho nó chạy nữa là nó nảy ngay. Còn đây là cái đầu từ ghi này, đây là cái đầu từ để thâu thâu băng đấy nha. Thâu đi con này, nói chung là nó chỉ thâu ở đường radio vào là một này, đường mic là hai này, đây là cái mic này đấy, chứ nó không thâu được cả băng nọ sang băng kia. Con này nó không có đường line line in, kể ra mà ví dụ nó mà có đường line in ấy, thì là nó thâu được băng nọ vào băng kia nha. Đấy. Còn đây là các chức năng đây này, các chế độ hiệu ứng âm thanh đấy, ví dụ x-bass này là tăng mạnh bass lên nhé. Đấy, qua đấy, mấy cái chỗ chế độ này, mấy cái chế độ này đều hoạt động ngon hết nhé, không có cái chế độ nào là không hoạt động cả. Công tắc thì đã tra dầu rồi nhá. Đấy, tại vì nó cũ rồi nên là mình phải xử lý dầu mỡ vào đây để tránh cái trường hợp tiếp xúc nó kém. Còn mạch thì đẹp tuyệt vời nhá. Mạch thì bên trong đây. Đấy, đánh rửa sạch sẽ thơm tho. Đài nó còn mới như thế mà thì làm sao mà có cái chuyện hàn ở trong này được, đúng không ạ? Đây. Đấy. Nguồn này này, đấy, nguồn này. Nguồn nó còn cái sáng như thế kia cơ mà. Đấy. Này. Mua đài hay mua âm ly, mua bất cứ cái thiết bị điện tử gì mà được xem từ bên trong cho đến bên ngoài xoay kỹ như thế này thì chẳng còn cái gì phải lăn tăn cả, chỉ có mỗi một cái việc tức là họ xin ý kiến lãnh đạo nha. Mà là lãnh đạo là ai, là mệnh hệ phu nhân đấy, mệnh hệ phu nhân mà duyệt là múc thôi. IC công suất kìa. Đấy, nhìn cái con hai cái con ốc để nó bắt cái con IC công suất kia, nó cứ vàng ươm đấy kia nha. Đấy, thế bây giờ thử bật lên phát xem nó ra làm sao nha, bật radio phát ra sao. Quý vị và các bạn cùng gặp gỡ vlogger Anden kể chuyện đồng quê. Anden tên thật là Nguyễn Thúy An, sinh năm 1991 ở Đắk Lắk, sở hữu kênh YouTube và TikTok với nội dung đồng quê gần gũi, bình dị. Kênh Anden kể chuyện đồng quê từng được trang web du lịch The Smart Local của Singapore đưa vào danh sách 10 kênh nấu ăn Việt Nam giúp người xem trở thành đầu bếp tại gia, cũng như đề cao việc đưa hình ảnh làng quê tươi đẹp vào các sản phẩm video của mình. Trước khi trò chuyện với nhân vật chính của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một clip do bạn Nguyễn Thúy Anh. Các dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đám cưới của người Dao Khâu ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có rất nhiều nghi lễ khác nhau. Trong đó không thể thiếu bái tòng, tức là nghi lễ bái đường. Các vị lớn của đất nước đọc rồi gật gù. Hay thì hay thật, nhưng sao vẫn thiếu một cái gì đó? Ngọc trong đá hay đá giả ngọc? Tiếc thay. Hắn hát quan họ cũng khiến hàng trăm thiếu nữ rơi nước mắt, nhưng các bậc thầy quan họ lại lắc đầu. Vẫn là cơm chưa chín tới, có giọng mà tình nhạt chẳng phí hoài lắm sao.
căn nhà nhỏ của Cẩm Hoàng thi sĩ nằm trong khu vườn tùm cây lá. Khi hắn bước vào phòng, thi sĩ vẫn ngồi trên ghế vẫy tay chào, ra dấu mời ngồi. Đó là một cụ già cao gầy, gương mặt trẻ lạ lùng. Rất chi là ấm tiếng nha. Thôi xin phép dừng clip ở đây để đóng em nó vào. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.